Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay mình sẽ thảo luận về một cái đề tài mà mình đã suy nghĩ rất là lâu rồi. Mình cứ suy nghĩ hoài mà không biết là sẽ phải thảo luận cái đề tài này như thế nào. Và ngày hôm nay, ngày hôm qua thì đúng hơn, mình tình cờ mình đọc được một cái bài báo rất là hay ở trên cái tờ Financial Times, là một cái tạp chí về tài chính và đầu tư rất là nổi tiếng ở của Anh. Tờ này thì được ví như là một cái tờ giống như là Wall Street Journal ở Mỹ, thì Financial Times là cái tờ báo về kinh tế tài chính rất là nổi tiếng toàn cầu. Và nó cũng thảo luận về cái vấn đề này, cái vấn đề mà mình rất là trăn trở rất là nhiều tháng vừa qua mà không biết là phải thảo luận như thế nào. Nếu mà các bạn để ý á, thì khi mà mình làm cái channel này và mình luôn nói đến á, là cái channel của mình là tập trung vào đầu tư và tài chính, và mình thật sự là không muốn dính dáng đến những cái vấn đề chính trị. Thành thật mà nói là mình hoàn toàn không muốn dính dáng đến cái vấn đề chính trị. Mình cố gắng tránh càng nhiều thì càng tốt. Tuy nhiên á, là đặc biệt là trong năm 2024 là một năm mà rất khó tránh những cái chủ đề và những cái câu chuyện của chính trị, khi mà mình muốn thảo luận và phân tích cái sự tăng và giảm, những cái biến cố, những cái sự không ổn định, hay là những cái tăng trưởng của các loại cổ phiếu khác nhau, hay là cái sự giảm sút của các loại tài sản đầu tư khác nhau. Trong năm 2024 ở Mỹ thì không thể không nói đến cái vấn đề chính trị. Cho nên là trong những tuần vừa qua, các bạn thấy thỉnh thoảng một vài cái video á, thì mình cũng phải nhắc đến, đề cập đến những cái khía cạnh về chính trị. Có nhiều khi là những cái cổ phiếu của công ty của cựu Tổng thống Trump, có nhiều khi là những cái bài bình luận giữa cựu Tổng thống Trump với là Tổng thống Biden, có nhiều khi là những cái chính sách, cái sự khác biệt giữa hai ông này với các cái chính sách khác nhau, khi mà một trong hai ông sẽ được làm tổng thống, vân vân. Thì tất cả các cái yếu tố đó mình bắt buộc phải nói, là bởi vì những cái câu chuyện đó là những cái câu chuyện xảy ra chính và những cái headlines ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Mà nếu là mình muốn trở thành một cái công ty media đưa tin cập nhật cho cộng đồng của mình về thị trường chứng khoán Mỹ và những cái trào lưu, những cái xu hướng, những cái câu chuyện, những cái tin tức trọng tâm ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, thì mình không thể bỏ qua các cái đề tài chính trị được. Mặc dù thật tình mà nói với các bạn là mình rất là muốn tránh, nhưng mà nếu mà tránh thì mình không làm tốt cái nhiệm vụ của mình khi mà chia sẻ những cái thông tin quan trọng nhất, và những cái thông tin nó làm thay đổi, nó làm tăng hay là làm giảm ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cho nên trong các tuần vừa qua thì mình có một vài cái những cái bài về thị trường chứng khoán Mỹ, về cái tình hình chính trị, về cái cuộc bầu cử của năm 2024. Tuy nhiên á, khi mình làm cả cái bài này á, thì mình cũng cố mình đi đi nhẹ bước hạ, tức là vừa đi vừa nhỏ á, chứ không dám là đi mạnh dạn vào các cái đề tài này, bởi vì mình rất là không muốn nói sâu về những cái câu chuyện chính trị này. Và mình rất là struggle bởi vì không muốn nói, nhưng mà những cái câu chuyện này lại là những cái câu chuyện quan trọng nhất, những cái câu chuyện nó đẩy thị trường chứng khoán Mỹ tăng hay là giảm, và đẩy những cái trào lưu, những cái cổ phiếu nóng nó tăng hay là giảm ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cho nên nó là buộc phải nói, mà nói là không cảm thấy hoàn toàn tự tin và cũng không cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi mà nói đến cái đề tài này. Cho nên là những ngày vừa qua, những tuần vừa qua là những tuần mà mình khá là hoang mang và khá là không biết là có nên tiếp tục nói đến cái câu chuyện về chính trị hay là không. Cho nên mình mới để tâm mình làm thêm research. Như các bạn biết á, là mình là một người luôn luôn muốn tìm hiểu, luôn luôn muốn học hỏi và luôn luôn muốn research. Cho nên mình lại bỏ thời gian mình làm research để mình coi thử là những cái tạp chí về đầu tư, những cái tạp chí về thị trường chứng khoán, những cái tờ báo nổi tiếng, thì họ có gặp cái vấn đề giống như mình không? Có cái tạp chí nào, có cái tờ báo nổi tiếng nào mà họ cũng tránh nói về những cái vấn đề chính trị hay là không? Thì là tất nhiên là mình không không có được, không gặp được cái bài nào và không có được cái tờ báo nào mà tránh cái vấn đề chính trị cả. Bởi vì đó là một trong những cái chủ đề mà rất được quan tâm ở nước Mỹ cũng như là ở trên toàn cầu. Đặc biệt là chính trị của nước Mỹ, nó không chỉ ảnh hưởng đến nước Mỹ mà nó còn ảnh hưởng đến cả toàn cầu nữa. Cho nên là rất là được quan tâm. Cho nên tạp chí online nào, tờ báo nào, đài truyền hình nào, bản tin nào, người ta cũng muốn nói đến các cái vấn đề chính trị trước khi người ta nói đến vấn đề kinh tế và nói đến thị trường chứng khoán. Và mình
nhận thấy cái chuyện đó. Nhưng mà đến khi mình bắt đầu đọc một cái bài mà mình cảm thấy là rất là sâu sắc và rất là tâm đắc, và một cái bài mà người ta làm research rất là kỹ ở trên cái tờ Financial Times, thì mình nhận ra là không phải một mình gặp cái vấn đề như thế này, mà cả một cái thế giới đầu tư là điều đang tìm cách để đi vào những cái con đường, để đang tìm cách để hiểu và để navigate những cái phức tạp của địa lý chính trị nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán và tình hình đầu tư như thế nào. Bởi vì đây là một cái khá là mới mà cả cái thế giới đầu tư từ Wall Street cho đến Hong Kong Stock Exchange, cho đến London Stock Exchange, cho đến Brazil Stock Exchange, tất cả các cái trung tâm đầu tư chính và trung tâm chứng khoán chính ở trên thị trường toàn cầu thì đều đang giống như mình cả, đều đang tìm cách để navigate và để sống với những cái bản tin về chính trị và những cái bản tin địa lý chính trị nó sẽ tác động vào thị trường đầu tư như thế nào. Và từ các cái công ty như là Goldman Sachs, các cái tổ chức đầu tư, những cái tập đoàn đầu tư rất là lớn như là Morgan Stanley, như là Chase, như là Goldman Sachs, thì đều có những cái bước tiến để họ có thể làm quen và họ có thể hiểu thêm được những cái câu chuyện chính trị này nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư của họ như thế nào. Thì mình mới cảm nhận thấy là mình không phải là người duy nhất trong cái thể trong gặp phải cái vấn đề này, cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn cái bài phân tích ở trên cái tờ Financial Times này để cho cộng đồng mình thấy là đây là một cái vấn đề nó cần thiết. Khi mà nói đến đầu tư chứng khoán Mỹ thì phải nói đến và nói đến kinh tế Mỹ, chứng khoán Mỹ thì phải không tránh được phải nói đến những cái câu chuyện chính trị, và những cái câu chuyện chính trị đó nó tác động đến thị trường chứng khoán và đến nền kinh tế như thế nào. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Mình sẽ không bao giờ nói những cái câu chuyện chính trị mà nó chỉ thuần túy là chính trị cả, mà mình chỉ nói những cái câu chuyện chính trị khi mà những cái câu chuyện đó nó tác động một cách như thế nào đó đối với thị trường chứng khoán Mỹ và đối với nền kinh tế Mỹ. Thì đó là cái mục tiêu của mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, lên trong những tuần vừa qua khi mà mình nói đến các cái câu chuyện chính trị này và nó ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường chứng khoán Mỹ, thì mình hầu hết là mình không có trình bày cái quan điểm của mình cũng không có trình bày cái sự ủng hộ của mình hay là cái bias của mình cho một đảng nào cả. Mình sống ở Washington DC thì chắc nhiều bạn cũng nghĩ là mình là người ủng hộ cho đảng Dân Chủ, cũng có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng mà mình muốn tự nhận mình là một người mà khá là trung lập. Mình lắng nghe cả hai bên, mình chưa bao giờ đi bầu cử ở Mỹ cả, thành thật mình nói với các bạn là như thế, và chưa bao giờ đóng góp tiền ủng hộ cho một đảng nào cả, và chưa bao giờ tham gia một cái rally ủng hộ cho một cái ông nào cả. Cho nên là mình khá là trung lập, mặc dù là có những cái tư tưởng, có những cái cách suy nghĩ của mình nó sẽ gần hơn với đảng Dân Chủ chẳng hạn, nhưng mà mình không thừa nhận mình là mình người ủng hộ đảng Dân Chủ và bỏ qua hết tất cả những cái của đảng Cộng Hòa. Bởi vì mình thấy đảng Cộng Hòa thì nó cũng rất là tốt, đảng Cộng Hòa là một trong những cái đảng mà nó rất là pro business và nó muốn business phát triển càng mạnh càng tốt, càng 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 tăng trưởng về business càng tốt. Thì mình là người làm business, mình người là người làm small business owner, thì mình lại tất nhiên là mình cũng sẽ thích những cái chiến lược và những cái chính sách của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà cũng có những cái chính sách của Đảng Cộng Hòa thì mình cũng không thích và cũng không ủng hộ, cũng như là có những chính sách của Đảng Dân Chủ là mình cũng không thích và không ủng hộ. Cho nên mình thì mình muốn tự thừa nhận mình là một người khá trung lập, mình chưa bao giờ tham dự vào một cái đảng phái nào cả, cho nên là mình vẫn giữ vững cái quan điểm đó, mặc dù mình nghĩ là mình cũng sẽ không thuyết phục được tất cả các bạn là tin vào cái chuyện đó thì không sao cả. Nhưng mà khi mà mình phân tích và chia sẻ các cái mẫu tin về chính trị mà nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Mỹ, thì bởi vì những cái tờ báo mà mình đọc là từ Wall Street Journal cho đến New York Times cho đến Yahoo Finance cho đến là Bloomberg cho đến Financial Times, tất cả các cái tờ báo mình đọc đó, thì mình thấy có cái mẫu tin nào mà có liên quan mà có ảnh hưởng đến thị trường tài chính và thị trường chứng khoán Mỹ thì mình ngay lập tức mình sẽ muốn chia sẻ. Và những cái mẫu tin mà mình chia sẻ từ trước đến giờ thì có vẻ như là các bạn nhận xét là các bạn nói những cái mẫu tin này thì có vẻ như là bị bias, ủng hộ cho đảng Dân Chủ và ủng hộ cho Biden. Thì cũng có thể là đúng, mặc dù mình nói thật với các bạn là mình không có cố tình tìm những cái mẫu tin như vậy, và mình cũng cố tình tìm rất là nhiều những cái mẫu tin mà nói tốt cho đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump. Thật tình mà nói là như vậy, mình luôn luôn cố gắng tìm những cái mẫu tin như vậy.
Nhưng mà có vẻ như là những cái tờ báo mình đọc á, mình không gặp được nhiều cái mẫu tin như vậy. Cho nên mỗi lần mà các bạn comment vào các cái video của mình và nói là mình chọn các cái mẫu tin từ DC và những cái mẫu tin thuộc Đảng Dân Chủ đưa lên và nó rất là bị bias và vân vân và vân vân, thì cái câu trả lời của mình luôn luôn á, nếu như mà bạn có đọc được một cái mẫu tin nào, có những cái bài phân tích nào mà nó tốt về mặt chất lượng, nó có những cái con số đàng hoàng mà ủng hộ cho Đảng Dân Cộng Hòa và ủng hộ cho Tổng thống Trump, thì các bạn chỉ cứ chia sẻ với mình hứa với các bạn là mình sẽ đọc, phân tích và chia sẻ với cộng đồng những cái bài như vậy. Bởi vì á, nếu mà các bạn suy nghĩ á, mình biết trong rất là nhiều người trong cộng đồng của mình đang xem những cái video trong channel của mình là những người ủng hộ Tổng thống Trump. Chuyện đó là chuyện mình biết 100%. Và mình biết là các bạn là nhiều hơn 50% cái số lượng người trên xem video trên channel của mình. Và mình làm cái channel này thì mình cũng sẽ muốn á, là nó phát triển nhiều hơn, nó tăng trưởng nhiều hơn. Và mình thật sự là mình không quan tâm là bạn thuộc đảng nào và bạn ủng hộ cho đảng nào, bạn ủng hộ cho tổng thống nào cả. Miễn là bạn quan tâm đến tình hình tài chính của bạn, miễn là bạn quan tâm đến cái việc đầu tư vào chứng khoán Mỹ an toàn để sau này bạn có một cái cuộc sống hưu trí đầy đủ và thoải mái. Miễn là bạn muốn có những cái mẹo tài chính, có những cái chiến lược đầu tư thông minh để cho bạn có một cái tình hình tài chính rất là tốt và rất là giàu có sau này. Thì đó là cái mục đích lớn nhất của mình. Còn bạn ủng hộ đảng nào, bạn ủng hộ tổng thống nào, thành thật mà nói là mình nó không liên quan gì đến mình cả. Cho nên á, là mà mình biết có rất là nhiều bạn, hơn một nửa trong cái community của mình, trong cái cộng đồng của mình là ủng hộ tổng thống Trump, thì mình sẽ có cái nhu cầu là tìm những cái thông tin tốt của tổng thống Trump hoặc là tìm những cái bài phân tích tốt của Đảng Cộng Hòa để chia sẻ các bạn nhé. Bởi vì các bạn là khách hàng của mình mà, các bạn là customer của mình mà, cho nên mình làm một cái business thì mình cũng đâu phải là cái người ngu dốt đâu gì đó. Cái này là mình cũng biết là mình build cái channel này, tức là mình build cái business này cho mình, thì mình cũng phải phục vụ khách hàng của mình chứ. Chứ tự nhiên ở đâu ra mà mình lại đi muốn phục vụ một cái đối tượng nào đó khác mà mình lại không có một cái affiliation với họ cả, và mình cũng không có cổ vũ cho ai cả. Cho nên là mình thật tình mà nói là mình hoàn toàn trung lập trong cái political affiliation, tức là những cái liên quan về chính trị, là mình hoàn toàn trung lập. Mình chưa bao giờ đóng góp tiền ủng hộ cho đảng nào, mình chưa bao giờ tham dự một cái rally nào, mình chưa bao giờ bầu cử cho một cái đảng nào cả. Mình vừa mới trở thành á, là American citizenship chỉ khoảng 2 năm trở lại đây thôi, cho nên mình chưa bao giờ tham dự một cái cuộc bầu cử nào cả. Thì đó là cái điểm thứ hai. Nếu như mà mình lựa chọn các cái bài mình phân tích á, mà các cái bài đó nó có vẻ như là hơi bị bias cho Đảng Dân Chủ và cho Biden á, thì đó là một cái chuyện mà không hề trong cái ý định của mình, không hề trong cái là intentional của mình. Cho nên nó chỉ là một cái ngẫu nhiên, bởi vì những cái tờ báo mình đọc, những cái tạp chí mình theo dõi, nó hay, nó có nhiều bài về cái chuyện đó hơn là phía ngược lại. Thì nếu các bạn trong cộng đồng của mình mà đọc được đâu những cái bài phân tích rất là tốt và những cái bài mà nó có chất lượng mà phân tích những cái thế mạnh của Tổng thống Trump cũng như là Đảng Cộng Hòa, thì mình thật sự mong muốn các bạn chia sẻ với mình sẽ đọc, mình sẽ phân tích. Nếu mà bài nào mà có số liệu đàng hoàng, có những cái bằng chứng xác thật, thì mình sẽ chia sẻ 100%. Bởi vì cái channel của mình á, là mình muốn phục vụ cộng đồng của mình về cái góc độ đầu tư và về cái góc độ tài chính. Những cái câu chuyện chính trị này đảng nào mình cũng ok cả, miễn là cái bài nó có chất lượng. Có đừng có mình không muốn chia sẻ cả cái quan điểm mà nó xuất phát từ mỗi cá nhân của con người, bởi vì mỗi cá nhân của con người thì nó rất là khác nhau. Mình rất là khác bạn, bạn cũng rất là khác mình, và mình đã sinh sống ở rất là nhiều nơi trên thế giới. Thành thật mà nói với các bạn là như vậy, mình ở Việt Nam nhưng mà mình đã sống ở ở Philippines, mình đã sống ở Úc, mình đã sống ở châu Âu, mình đã sống ở Mỹ, rất là nhiều thành phố khác nhau. Cho nên là mình học được một cái chuyện rất là một cái chuyện mà mình cảm thấy nó thay đổi cái cách suy nghĩ của mình á, là mình không cần phải đồng ý 100% với bạn về tất cả mọi vấn đề. Bạn cũng không nên đồng ý với mình 100% về tất cả mọi vấn đề. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng á, là những cái gì mình nói là đúng hoặc là những cái gì bạn nói là sai. Và ngược lại, cũng không có nghĩa là những cái gì mình nói là sai và những cái gì bạn nói là đúng. Cái trừu tượng sai và đúng á, nó trở nên rất là tương đối, chứ nó không còn tuyệt đối như là cái cách mà mình được giáo dục và mình được nuôi dạy ở Việt Nam nữa.
Ở Việt Nam á thì mình được gò bó vào một cái khuôn khổ rất là rõ ràng, đen là đen, trắng là trắng, người lớn tuổi thì luôn luôn nói đúng, hoặc là có rất là nhiều các cái quan niệm mà nó rất là rập khuôn và nó rất là khuôn khổ theo một cái kiểu truyền thống. Nhưng mà chắc các bạn đã sang đến bên này và sinh sống ở bên này một thời gian rồi và các bạn cũng đã trải nghiệm nhiều rồi, thì chắc hy vọng các bạn cũng đồng ý với mình á, là mình không cần phải đồng ý với nhau 100%. Những cái gì mà bạn nói và những cái gì mình nói á, thì mình không cần phải đồng ý hết tất cả. Và nếu mà mình không đồng ý với bạn thì cũng không có nghĩa là bạn sai mình đúng. Mà bạn không đồng ý với mình cũng không có nghĩa là bạn đúng mà mình sai. Và có thể là bạn đúng một chút, mình đúng một chút, bạn sai một chút, mình đúng một chút. Cái thế giới này là nó muôn vào muôn màu muôn vẻ mà, cho nên là mỗi người có một cái cách nhìn nhận vấn đề đó khác nhau một chút. Có thể bạn thấy cái chuyện đó, bạn thấy đó là nó màu, nó là một cái kết hợp giữa đen và đỏ, đỏ 80% đen 20%, mình nhìn vào cùng một cái như vậy, nhưng mà mình cảm thấy cái đó là sự kết hợp giữa hồng và da cam, da cam là 40%, hồng là 60%, thì chưa chắc là người nào đúng người nào sai trong cái câu chuyện này cả. Nhưng mà đó chỉ là một cái cách nhìn khác nhau giữa mình và bạn thôi. Cho nên á, là nếu như mà các bạn cởi mở cái quan điểm của mình hơn một chút á, thì cái mà mình mong muốn đạt được nhất á, là những cái gì mà mình chia sẻ, chưa chắc là mình biết những cái mà mình chia sẻ nó sẽ không phải là đúng 100%, mà nó cũng chưa chắc là đã sai 100%, nhưng mà chắc là cũng có những cái yếu tố nó đúng và cũng có những cái yếu tố mà nó sai. Thì nếu như mà và bạn mình nghĩ cái ý kiến của bạn thì nó cũng như vậy, cho nên là mình không cần phải hoàn toàn đồng ý với nhau để có một cái cuộc tranh luận rất là văn minh và rất là tôn trọng lẫn nhau. Thì cái đó là cái thứ ba. Và cái thứ tư á, là cái mà mình muốn nói sau khi mà mình chia sẻ cái bài báo mà ở trên Financial Times á, thì mình muốn nói á, là từ đây đến cuối năm á, thì mình bắt buộc là mình sẽ tiếp tục chia sẻ những cái câu chuyện về chính trị. Và những cái câu chuyện về chính trị này nó ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường chứng khoán Mỹ, đối với nền kinh tế Mỹ. Bởi vì mình nghĩ trong năm này thì mình không thể không chia sẻ các cái câu chuyện về chính trị và nó ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường chứng khoán và kinh tế ở Mỹ được. Cho nên mình sẽ làm cái chuyện đó. Nhưng mà khi mình làm cái chuyện đó thì mình thật sự mình rất là cố gắng để giữ một cái lập trường trung gian và khách quan nhất có thể được. Và thông thường những cái bài báo và những cái bài phân tích mà mình chia sẻ là nó không hẳn là cái quan điểm của mình chỉ chia sẻ dựa trên các cái bài báo mà mình đọc được và mình cảm thấy nó hay, mình cảm thấy là nó thể hiện đúng, nó có những cái dự kiện, nó có những cái số liệu mà mình thấy là nó có vẻ như là xác thật và có vẻ như là thực tế, thì mình chia sẻ. Những cái bài báo mà mình chia sẻ và phân tích đó chưa chắc phải đã là quan điểm của mình hoàn toàn. Có khả năng là mình đồng ý với nó 50%, mình không đồng ý với nó 50% còn lại. Hoặc là mình đồng ý với nó 40%, mình không đồng ý là 60%. Bạn nghe cả cái bài phân tích đó có nhiều khi là bạn không đồng ý 90%, bạn chỉ đồng ý 10% thôi chẳng hạn. Thì cũng không sao cả. Ở đây mình không có một cái khái niệm tuyệt đối. Không có ai là hoàn toàn đúng mà cũng chẳng có ai là hoàn toàn sai. Mà cái này chỉ là cái sự khác nhau về cái cách nhìn vấn đề và cái góc độ mà mỗi người trong cộng đồng mình nhìn cái vấn đề đó như thế nào. Có nhiều khi mình nhìn cái vấn đề này thì mình nhìn trực diện nó, có nhiều khi mình là nhìn xẻo đi một chút, có nhiều khi bạn là nhìn ngã sau, bạn là nhìn bên hông, thì bạn sẽ thấy cái này nó có nhiều hình dạng khác nhau, là cái chuyện rất là hiển nhiên. Cho nên là mình hy vọng á, là những cái mẫu tin mà chính trị mà có liên quan đến thị trường chứng khoán và kinh tế Mỹ mà khi mình chia sẻ và phân tích á, thì mình hy vọng các bạn sẽ nghe, các bạn xem và các bạn giữ trong đầu cái suy nghĩ như vậy. Cái này mình nói những cái này, mình chia sẻ cái bài báo này, không hẳn là mình đồng ý 100% với những cái bài báo này, cũng không hẳn là mình không đồng ý 100% với những bài báo này. Và mình nghĩ các bạn cũng như thế, cho nên là các bạn cứ giữ cái mỗi suy nghĩ như vậy á, thì các bạn hy vọng là các bạn sẽ thấy dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Và một trong những cái lý do mà mình luôn luôn hỏi các bạn là chia sẻ với mình những cái bài phân tích, những cái bài báo mà bạn đọc được, bạn thấy rất là tốt và nó rất là tốt cho Tổng thống Trump và rất là tốt cho Đảng Cộng Hòa. Thật tình mà nói là from the bottom of my heart, mình rất là muốn đọc các cái bài như vậy để mình tìm những cái lý do mà có khả năng là mình chưa thấy được và mình chưa nghe đến được.
Và trong cái ecosystem của mình á, mình không có thấy được các cái quan điểm như thế và các cái argument như thế. Cho nên mình rất là muốn đọc được các cái argument và các cái quan điểm nó khác với của mình. Thì từ đó mình mới phát triển được trí thức của mình chứ. Còn nếu mà mình cứ đọc được những cái argument và đọc được những cái bài bình luận mà nó giống y chang như trong đầu mình suy nghĩ, thì mình đâu có học được cái gì đâu, mình đâu có học được cái gì mới đâu. Cho nên mình rất là muốn các bạn chia sẻ những cái mà các bạn cảm thấy là đúng hơn, cảm thấy là thực tế hơn, cảm thấy là fair hơn cho cựu Tổng thống Trump cũng như là cho Đảng Cộng Hòa. Thì mình thật tình mà nói là các bạn nhớ chia sẻ với mình. Mình rất là muốn tìm kiếm những cái bài như vậy. Chỉ có điều là trong cái ecosystem của mình đọc các cái tờ báo từ New York Times cho đến Wall Street Journal cho đến Financial Times cho đến Yahoo Finance cho đến Bloomberg này nọ, thì mình không có gặp được nhiều bài như vậy. Chỉ đơn giản lên như vậy thôi. Chứ mình rất là muốn tìm kiếm các cái bài như thế. Alright. Thì đó là mình muốn nói để trình bày cái quan điểm như vậy để chia sẻ với các bạn. Và bây giờ thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái bài báo mà mình đọc và mình cảm thấy là rất là tâm đắc. Bởi vì cái này á, là những tuần vừa qua là mình tìm kiếm, mình xem có thử là những cái outlet, những cái công ty media mà khi mà họ tập trung vào những cái vấn đề tài chính và chứng khoán ở Mỹ á, thì họ có tránh được những cái vấn đề về 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 tại về về politics hay là không, về chính trị hay là không, đặc biệt là chính trị ở Mỹ, một cái đất nước mà cái sự ảnh hưởng của nó ở trên toàn cầu rất là lớn, và đặc biệt là trong 2 năm năm 2024, một cái thời điểm mà nó sẽ rất là ảnh hưởng đến bối cảnh của toàn cầu, một cái cuộc bầu cử mà nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến trên toàn cầu. Cho nên là mình tìm hiểu như vậy thì mình đọc được cái bài này. Thì đây là một cái bài phân tích mà nó rất là chuyên sâu và nó rất là đầy đủ và rất là dài. Thì mình sẽ cố vừa lược dịch vừa giải thích một chút. Thì cái bài báo này ở trên cái tờ Financial Times là một cái tờ mà nó rất là có uy tín, và nó cái tựa đề của nó là cái thế giới đầu tư thì đang cố gắng để navigate những cái phức tạp của địa lý chính trị như thế nào. Navigate này là tìm đường đi, tức dịch đại khái của nó là tìm đường đi, tức là một cái thế giới mà nó rất là phức tạp và bão tố nổi ra lung tung cả, thì cái thế giới của những người đầu tư này đang tìm đường đi trong cái sự phức tạp này là như thế nào. Và người ta bắt đầu với cái bài này á là bằng ba cái business event, ba cái business conference. Ở cái thứ nhất thì ở Miami vào tháng 2 vừa rồi. Thì đây là một cái business conference nhưng mà nó có sự tham dự của Michael Dell của Blackstone, là cái tập đoàn quản lý đầu tư lớn nhất trên toàn cầu, và của cái quỹ đầu tư này, cái quỹ đầu tư của Ả Rập Saudi là một cái quỹ đầu tư rất là lớn, đến 925 tỷ đô la, một cái số tiền rất là lớn. Thì dựa trong một cái business conference như vậy và những cái tai to mặt lớn từ giới business như vậy, thì lại có những cái người rất là cụ trào ở trong giới chính trị, như là cái người Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trước đây của nước Mỹ là Mike Pompeo, là ông này trước đây là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dưới dưới thời cựu Tổng thống Trump. Thì ông này là một cái nhân vật rất là cụ trào và rất là có tiếng tăm ở trong giới chính trị, và ông tham dự một cái business conference này. Và trong cái business conference này á, thì ông nói với là những nhà đầu tư và những nhà business này á, là ông nói là hầu như là không thể có thể nhưng mà tách tách biệt ra những cái rủi ro về địa chính trị với là cái việc mà bạn đưa cái tiền đầu tư của bạn vào các loại tài sản ở trên thị trường là như thế nào. Ông nói hầu như là không thể làm được cái chuyện đó, bởi vì hai cái chuyện đó thì nó gắn chặt với nhau, và tách hai cái chuyện đó ra thì nó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Thì đây là một cái câu nói mà mình nghĩ là nó nhấn mạnh đến cái sự đan xen giữa các cái vấn đề địa lý chính trị với là cái vấn đề đầu tư, đặc biệt là khi bạn đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là một tuần ngay sau tháng 2 đó thì lại có một cái buổi một cái conference mà cũng rất là nổi tiếng nữa, cũng ở Miami. Và ông Greens PS này là trước đây là cánh tay mặt của cựu Tổng thống Trump ở White House, thì gặp gỡ với những người là high yield bond deal maker, tức là những người mà họ mua bán chứng khoán và tập trung vào chủ yếu á, là các cái trái phiếu thôi, và các cái trái phiếu mà cho lợi nhuận cao của JP Morgan. Thì bạn thấy là cái này là một cái sự đan xen giữa những người đầu tư
và những người đầu tư với một cái số lượng tiền rất là lớn, với những người rất là có tiếng tăm trong giới chính trị, thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là một cái event tương tự ở Beverly Hills mà được tổ chức ở bởi Milken Institute Conference này. Thì nó đây là cái conference mà nó tụ tập rất là nhiều người quản lý tiền cho những cái gia đình và cho những cái quỹ có rất là nhiều tiền. Thì những cái người mà phát biểu trong cái conference này á thì là đến từ bộ bộ ngoại giao ở Mỹ, đến từ là cái ủy ban an ninh quốc gia của nước Mỹ, trường đại học West Point là một cái trường đại học về quân sự rất là nổi tiếng ở Mỹ, và NATO là một người mà tướng cựu một cái người tướng rất là lớn trước đây, và rất là nhiều những cái người world leader nữa. Thì có vẻ như là nhà đầu tư không có thể không nói đến về những cái vấn đề chính trị được. Thì đây là cái kết luận, cái mở đầu của cái bài này, và dựa vào ba cái event mà người này, cái bài này nó mới chia sẻ, thì nó nói có vẻ như là tất cả các cái sự kiện và những cái conference mà nó rất là chính trị và nó rất là đầu tư và nó rất là kinh tế này nọ, thì hầu như là cái nào cũng có những cái tai to mặt lớn từ giới chính trị tham dự cả, và cái sự đan chéo đan xẻo giữa hai cái giới này là hoàn toàn không thể tránh khỏi được. Và cái chuyện như vậy á, thì cũng thấy cho đến bây giờ á, là với là cái việc tranh cử ở Mỹ sắp xảy ra vào tháng 11 tới đây, thì cái sự đan xen và gắn kết này nó càng ngày nó lại càng càng lớn hơn nữa. Và ở đây người ta nói một câu mình cảm thấy rất là hay, bởi vì mình cứ suy nghĩ hoài vì sao cái chuyện này nó gần đây nó mới trở nên là một cái chuyện quan trọng để mọi người chú ý vào. Từ trước đến giờ sao không thấy những cái chuyện mà đan xen giữa hai cái giới này với nhau, giới chính trị và giới đầu tư gắn kết với nhau như thế nào và đan xen với nhau như thế nào? Thì người ta, trong cái bài này họ phân tích là nói là trong 20-30 năm vừa rồi thì địa lý chính trị là một cái yếu tố mà nó gọi là deflationary, tức là một cái yếu tố mà làm cho cái môi trường toàn cầu là nó rất là ít rủi ro và nó rất là stable, và làm cho cái chuyện đầu tư ở trên toàn cầu nó rất dễ dàng. Bởi vì các bạn nhớ trong 20-30 năm vừa qua thì trên thế giới là đều chạy theo một cái trào lưu gọi là toàn cầu hóa, globalization, và toàn cầu hóa thì là thúc đẩy cái sự bình ổn, cái sự an toàn và cái sự stable ở trên toàn thế giới, và thúc đẩy giao thương mậu dịch, giao thương thương mại. Cho nên á, là cái hệ thống chính trị ở trên toàn cầu nó rất là stable và nó rất là ổn định, và trong cái bối cảnh như vậy thì nó thúc đẩy cái việc đầu tư và nó thúc đẩy các cái cơ hội kinh tế. Nhưng mà gần đây á thì cái yếu tố địa lý chính trị á, nó đã trở thành là một cái yếu tố inflationary, tức là nó tạo ra nhiều cái rủi ro mà làm cho giới đầu tư rất là khó tìm đường, một cái con đường đi đúng hướng để có thể chọn cái cách đầu tư tốt nhất được, bởi vì các cái yếu tố chính trị này nó quá rủi ro và nó xảy ra liên tục, và khi nó xảy ra như vậy thì nó làm cho các cái tài sản đầu tư nó không còn được tốt như lúc ban đầu nữa. Cho nên là các yếu tố chính trị toàn cầu bây giờ nó trở thành là một cái yếu tố rủi ro, chứ không phải là một cái yếu tố thúc đẩy cái việc đầu tư dễ dàng hơn nữa. Thì đó là cái lý do tại sao mà gần đây những cái câu chuyện này càng ngày nó càng trở nên càng ngày nó càng trở nên quan trọng hơn. Thì trong cái bối cảnh như vậy, tất cả các cái quỹ đầu tư lớn, các cái ngân hàng đầu tư lớn, thì người ta bắt đầu đưa tạo ra các cái phòng ban ở trong các cái công ty của họ cho những cái bộ phận chuyên phân tích các cái vấn đề địa chính trị này, và phân tích những cái ảnh hưởng của vấn đề địa chính trị này cho cái chiến lược đầu tư của họ. Thì ví dụ giống như họ nói ở đây, vừa chỉ mới năm ngoái, BlackRock là cái công ty quản lý tài sản đầu tư lớn nhất toàn cầu, nó đã tạo ra một cái bộ phận nó gọi là geopolitical fragmentation, mình không biết dịch ra cái từ này là như thế nào, nhưng mà nó là một cái phòng ban mới trong cái công ty này. Và cái phòng ban này á, thì nó tập trung chỉ vào một chuyện là nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích những cái diễn biến, những cái sự kiện chính trị lớn xảy ra ở trên thế giới, và các cái sự kiện đó nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái chiến lược đầu tư của BlackRock. Thì ở đây á, là cái phòng này nó tạo ra những cái phòng này nó tạo ra nó xác định ra những cái xu hướng quan trọng nhất mà nó sẽ tác động vào cái thị trường cũng như là cái sự tăng trưởng của thị trường toàn cầu, như là những cái công nghệ mới,
như là cái tuổi tác nó thay đổi ở trên toàn cầu, như là sự thay đổi của khí hậu, và cái vấn đề geopolitical fragmentation cũng là một cái vấn đề mà nó cho rằng là những cái vấn đề rất là nổi cộm hiện giờ ở trên thị trường. Và càng ngày á, thì càng có nhiều các cái công ty như vậy, các cái tập đoàn như vậy tạo ra những cái phòng ban tương tự để tập trung và phân tích những cái vấn đề địa chính trị, để xem có thử nó xảy ra thì là nó ảnh hưởng đến cái chiến lược đầu tư và kết quả của đầu tư của các cái ngân hàng này như thế nào. Và ở đây bạn thấy một cái câu mà người ta khẳng định á, là những cái cách mà các cái ngân hàng này nó thực hiện, và cái cách rõ dễ dàng nhất mà nó thực hiện á, là bằng cách tuyển dụng những cái chuyên gia về vấn đề địa chính trị và đưa các cái chuyên gia đó vào làm việc ở các cái ngân hàng đầu tư và các cái tập đoàn quản lý đầu tư này, bằng cách là thuê full time luôn, hoặc là thuê như cái dạng consultant. Và những cái người mà có các cái expertise này á, có các cái chuyên gia này á, thì đang rất là trên high demand. Và tất cả các cái ngân hàng ở trên Wall Street thì đưa những cái đang tìm cách tuyển dụng những cái người đó vào để giúp họ phân tích và giúp họ dự đoán những cái câu chuyện địa chính trị nào nó sẽ đang xảy ra, sắp xảy ra, và những cái rủi ro nào nó đang mang lại, để từ đó nó có thay đổi cái chiến lược đầu tư của họ đến mức độ nào hay là không. Thì đây là cái xu hướng chung ở trên toàn cầu, chứ không phải là chỉ ở đâu cả. Ở đây người ta đưa ra rất là nhiều ví dụ giống như là ở một cái ví dụ ở một cái công ty, một cái quỹ đầu tư á, nó gọi là Rothschild and Company, thì nó cũng đưa những cái người có tầm ảnh hưởng về chính trị và có những cái suy nghĩ và những cái expertise về mặt địa chính trị á, đưa vào để giúp cho họ phân tích và thay đổi những cái chiến lược phù hợp. Ví dụ giống như là ở một cái tập đoàn đầu tư, một cái công ty quản lý đầu tư rất là lớn là Lazard, thì nó cũng có một cái bộ phận nó gọi là geopolitical advisor, tức là một cái nhóm mà nó tập trung tư vấn cho các cái khách hàng của họ về những cái câu chuyện địa chính trị này và những cái tác động của nó vào tình hình đầu tư của những cái khách hàng của họ. Và ngay cả Goldman Sachs thì vào năm ngoái cũng tạo ra một cái business gọi là geopolitical advisory unit, và được dẫn dắt bởi hai cái partner này. Thì các bạn thấy tất cả các cái ngân hàng đầu tư lớn và tất cả các quỹ đầu tư lớn đều bắt đầu đưa vào những cái chuyên gia trong lĩnh vực địa chính trị này để giúp họ tìm một cái con đường đi trong cái lúc mà những cái vấn đề địa chính trị nó càng ngày nó càng phức tạp hơn. Và cái công ty á, mà chuyên về PR thì nó lại tuyển những cái người mà có rất là tầm cỡ về địa lý chính trị trước đây, như là cái người này là thống đốc của chủ tịch của ngân hàng World Bank trước đây, hoặc là cái người á, là director tổng giám đốc toàn cầu của cái World Trade Center, hoặc là một người khác á, thì là trước đây là director của cái Ủy ban An ninh Quốc gia của Chính phủ Mỹ. Thì tất cả các cái nhân vật này đều được tuyển dụng để giúp cho các cái tập đoàn đầu tư và các cái quỹ đầu tư tìm cái con đường đi trong cái lúc mà tình hình địa lý chính trị này nó ngày càng phức tạp. Và những cái công ty khác thì tuyển rất là nhiều những cái nhân vật khác để giúp cho họ, advice cho họ và giúp cho họ tìm một cái con đường đi đúng đắn. Thì các bạn thấy á, là cái chuyện đó nó đang xảy ra và nó sẽ tiếp tục xảy ra như vậy, bởi vì những cái câu chuyện địa lý chính trị và những cái chính sách địa lý chính trị này nó càng ngày nó càng phức tạp, chứ không phải chỉ là một mình mình làm cái channel này và cố gắng tìm một cái con đường để không có đụng chạm đến những cái vấn đề địa lý chính trị, mặc dù là mình biết những cái vấn đề địa lý chính trị nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Cho nên đến khi mà mình đọc được cái bài phân tích này thì mình cảm thấy là cái này là một cái chuyện hiển nhiên, mình không thể tránh được, và có một cách duy nhất á, là để tiếp tục phát triển cái channel của mình, đặc biệt là từ đây cho đến cuối năm, thì vẫn cứ phải đưa những cái mẫu tin và chia sẻ với cộng đồng của mình và những cái bài phân tích mà liên quan đến địa chính trị và liên quan đến những cái cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ giữa cựu tổng thống Trump với là tổng thống Biden. Cho nên á, là mình vẫn sẽ tiếp tục như vậy và mình sẽ rất là cố gắng trung gian
và sẽ rất là cố gắng khách quan. Một lần nữa, nếu như mà các bạn có những cái bài phân tích nào tốt hơn và có những cái bài phân tích nào mà bạn thấy là nó hơi nghiêng về cho phía Trump và phía Đảng Cộng Hòa thì các bạn cứ chia sẻ với mình. Có nhiều khi là mình không đọc được những cái bài đấy, cho nên là mình không có các cái bài phân tích, như mình không phân tích và chia sẻ các cái bài đó. Nhưng mà nếu có bạn nào trong cộng đồng mà chia sẻ với mình á, thì mình sẵn sàng đọc và mình sẵn sàng chia sẻ và phân tích để cho cộng đồng của mình biết thêm được có những cái quan điểm khác nhau. Cái mục đích lớn nhất của cái channel của mình á là giúp cho cộng đồng người Việt của mình có thể đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ an toàn nhất, lợi nhuận cao nhất, lâu dài nhất và bền vững nhất, để sau này tất cả cộng đồng của mình á đều có một cái cuộc sống hưu trí rất là đầy đủ và thoải mái. Và mình chia sẻ những cái sự kiện, những cái chiến lược tốt nhất để cộng đồng mình quản lý tài chính cá nhân ở Mỹ tốt nhất. Bởi vì mình biết cộng đồng mình sang bên này á có những cái rào cản về văn hóa, về ngôn ngữ, về môi trường tiếp xúc, và cái thị trường tài chính ở Mỹ thì nó rất là rộng lớn và nó rất là phức tạp. Mình thì có được cái may mắn á, là mình làm việc trong cái lĩnh vực này lúc mà mình vừa mới sang Mỹ. Mình rất là may là như vậy. Mình sang đây thì mình chỉ làm việc trong các cái lĩnh vực real estate, ngân hàng, fintech, insurance. Cho nên là mình lại được làm việc professional trong cái ngành này và tích lũy được rất là nhiều kiến thức. Và mình nhận ra được cái chuyện thiếu hụt đó của cộng đồng mình từ những cái thành viên trong gia đình của mình. Cho nên mình mới làm cái channel này để giúp đỡ, để chia sẻ các cái kiến thức và để giúp cộng đồng của mình có được một cái chiến lược đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn nhất, bền vững nhất, có lợi nhuận cao nhất, để cho tiền nhàn rỗi của cộng đồng mình có thể đẻ ra được nhiều tiền nhất và cho cộng đồng mình sau này có một cái cuộc sống hưu trí đầy đủ và thoải mái. Và chia sẻ tất cả các cái mèo tài chính, những cái câu chuyện trong giới tài chính cá nhân, trong cái thị trường tài chính cá nhân, những cái xu hướng tốt nhất, những cái xu hướng mới nhất, những cái cách gửi tiền tiết kiệm, những cái cách mua bảo hiểm, những cái cách mua nhà, vân vân, để cho cộng đồng mình có thể có một cái cuộc sống thịnh vượng nhất và tốt đẹp nhất. Mình không muốn dính dáng gì đến các vấn đề chính trị này cả, nhưng mà bởi vì nó ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán, nó ảnh hưởng đến nền kinh tế và nó ảnh hưởng đến tình hình tài chính cá nhân của mỗi người trong cộng đồng của mình. Cho nên là mình buộc phải chia sẻ và phân tích những cái câu chuyện như vậy để các bạn có thêm một cái cách suy nghĩ mới và biết thêm những cái câu chuyện nó liên quan và nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán, kinh tế cũng như là tình hình tài chính cá nhân của các bạn. Thì đó là cái cách mà mình nhận, đó là cái cách mà mình đưa ra cái kết luận cho vấn đề này. Cho nên mình hy vọng là từ đây trở về sau, lúc mà mình chia sẻ các cái câu chuyện về chính trị và nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán Mỹ á, thì mình sẽ cảm thấy mạnh dạn hơn và mình cảm thấy tự tin hơn, bởi vì là mình làm những cái chuyện đó để cho cái lợi ích lớn nhất của cộng đồng mình. Thật sự là mình không hề muốn thuyết phục một người nào thay đổi cái quan điểm chính trị của người đó cả. Mình không hề muốn thuyết phục một người nào cả. Bạn theo quan điểm gì thì là mình cực kỳ tôn trọng và cực kỳ là tôn trọng và cực kỳ là mong cho bạn có được những cái thành tựu tốt nhất. Bởi vì cái chuyện mà chính trị như thế nào á là cái chuyện nó giống như là nó không ảnh hưởng gì đến mình, cũng không ảnh hưởng gì đến ai cả. Và nó chỉ là không có liên quan gì đến những cái câu chuyện và những cái chủ đề mình muốn chia sẻ trong channel của mình cả. Cái câu chuyện và chủ đề mình muốn chia sẻ trong channel của mình á là làm sao để các bạn có thể có được một cái chiến lược đầu tư tốt nhất, chọn những cái quỹ đầu tư an toàn nhất, chọn những cái cổ phiếu nóng nhất, nên mua cái cổ phiếu nào, nên mua cái quỹ nào, nên gửi tiền ở đâu, nên mua bảo hiểm ở đâu. Sau này làm sao để gia đình bạn có được những cái chương trình bảo hiểm sức khỏe từ Medicare tốt nhất. Nếu bạn không có được bảo hiểm sức khỏe từ Medicare thì bạn xin bảo hiểm Medicare như thế nào? Tiền hưu của bạn sau này sẽ được tính ra làm sao? Các cái tài khoản tiết kiệm, các cái tài khoản đầu tư, các cái tài khoản hưu trí của bạn nó sẽ được như thế nào? Những cái đó là những cái mình quan tâm nhất. Còn những cái vấn đề khác, bạn như thế nào, bạn ủng hộ ai, bạn đi theo ai, những cái chuyện đó là quyền tự do của mỗi người trong cuộc sống ở Mỹ. Cho nên mình không có một cái ý định nào hay là một cái mong muốn nào dù chỉ rất là nhỏ là sẽ thay đổi cái quan điểm chính trị hoặc là thay đổi cái cách bạn suy nghĩ về một cái nhân vật chính trị nào đó ở bên này. Thật tình là mình lại có zero interest trong cái chuyện đó. Cho nên là mình hy vọng các bạn sẽ
Và khi mà mình chia sẻ các cái câu chuyện chính trị đó thì again mình mong muốn là các bạn, mình không chia sẻ những cái câu chuyện đó bởi vì là mình đồng ý với cái câu chuyện đó 100%. Mình có thể đồng ý một nửa hoặc ít hơn một nửa, mình có thể đồng ý 80%, mình có thể không đồng ý 60%, mình có thể không đồng ý 30%, tùy vào các cái câu chuyện khác nhau. Và mình chắc chắn là bạn cũng sẽ như vậy, bạn cũng sẽ có điểm bạn rất là đồng ý, có điểm bạn không đồng ý, và cái chuyện đó là cái chuyện hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn bình thường. Mình là hai cá nhân khác nhau cho nên mình sẽ không mong đợi là mình và bạn đều nhìn vào một cái sự việc và đưa ra một cái kết luận 100%. Mình và bạn không cần phải đồng ý 100% cho một cái sự việc nào cả. Mình có thể, và cái sự khác nhau về quan điểm như vậy á thì mới làm cho cái cuộc sống này nó thú vị hơn. Còn nếu người nào mà cũng đồng ý một chuyện cả thì nó sẽ trở nên khá là nhàm chán. Mình thì nghĩ như vậy. Cho nên là mình hy vọng các bạn cùng cố gắng chia sẻ cái quan điểm đó với mình và giúp cho mình có được những cái cách nhìn khác nhau về các cái tình hình chính trị và những cái câu chuyện chính trị này nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và ảnh hưởng đến nền kinh tế ở Mỹ như thế nào. Alright. Thì mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn cái câu chuyện này và cũng là một cái lời giải thích vì sao channel của mình nó tập trung vào tài chính và đầu tư mà lại thỉnh thoảng lại có những cái câu chuyện chính trị như vậy. Và khi mình chọn để chia sẻ và phân tích cả cái câu chuyện chính trị này thì mình có một cái agenda nào hay là không? Thì là hoàn toàn không, chỉ là bởi vì nó ảnh hưởng đến tình hình tài chính và tình hình kinh tế ở Mỹ cho nên mình chia sẻ như vậy thôi. Và khi mình chia sẻ cả cái câu chuyện này thì mình cũng không hề muốn thay đổi cái quan điểm của bạn về bất cứ một cái câu chuyện gì cả, và mình cũng không, và những cái câu chuyện mà mình chia sẻ thì cũng là không phải là những cái câu chuyện mà mình đồng ý với nó 100% hoặc là đồng ý với nó một nửa hay là không đồng ý với nó 80-90%. Tất cả nó đều có một cái sự tương đối nhất định cả. Alright, mình hy vọng các bạn thông nghe được cái câu chuyện này và cởi mở hơn khi mà mình chia sẻ các cái câu chuyện về chính trị. Và nếu các bạn không đồng ý với mình hoàn toàn là respect khi mà các bạn không đồng ý với mình về những cái câu chuyện như vậy, và các bạn có thể nói rõ ràng là các bạn không đồng ý với mình cũng không sao cả. Mình chỉ muốn chia sẻ là gần đây á, có một bạn cũng nói là bạn không đồng ý với mình trong một cái câu chuyện về trong một cái câu chuyện mà mình mới chia sẻ gần đây. Và khi bạn đó nói là bạn không đồng ý với mình á thì mình cũng có trả lời á, là mình hoàn toàn là tôn trọng cái sự không đồng ý của bạn, và mình hoàn toàn tôn trọng cái chuyện á, là bạn nghĩ những cái câu chuyện này là sai. Thì ở đây mình cũng muốn chia sẻ với bạn với các bạn cái lời bình luận đó để các bạn có thể thấy rõ được á, là đó là cái quan điểm của mình, và mình thật sự là mình mean như vậy từ 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 tận trái tim của mình. Cho nên bởi vì bạn này bạn nói là bạn nói tôi không đồng ý với bạn là bạn thấy rất là nhiều chuyện như vậy và bạn nghĩ sao, bạn có thể giải thích được không? Và mình cũng nói rõ là cảm ơn bạn đã xem và chia sẻ sự không đồng ý của bạn. Mình rất tôn trọng ý kiến của bạn và cũng tôn trọng cái sự không đồng ý của bạn luôn. Nhưng mà không sao cả bạn ơi, mỗi người đều có một ý khác nhau, không phải lúc nào cũng có người đúng và người sai cả. Có thể cả hai chúng ta đều đúng, cũng có thể cả hai chúng ta đều sai, và cũng có thể là cả hai chúng ta mỗi người đều đúng và cũng có những cái chuyện mỗi người đều sai. Thế giới này là muôn màu muôn vẻ, cho nên là mình không có mong đợi một cái sự đồng ý và một cái sự hoàn toàn không đồng ý từ những cái chia sẻ này. Alright, thôi mình phải kết thúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng các bạn thích cái video này. Nếu các bạn thích cái video này thì bấm cho mình một nút like. Nếu các bạn có câu hỏi gì hoặc là những cái chia sẻ gì nữa thì các bạn viết vào một comment giúp cho mình. Mình luôn luôn tôn trọng những cái comment của tất cả các bạn trong cộng đồng của mình. Mình không bao giờ xóa một cái comment nào cả, cho dù nó khác và nó đối nghịch với quan điểm của mình 100% đi nữa thì mình không không cũng không bao giờ xóa cả cái comment của các bạn. Bởi vì mình nghĩ mình ở trong một cái thế giới tự do thì tất cả mọi người đều có quyền lên tiếng nói cái quan điểm của họ và cái ý kiến của họ, thì ý kiến của bạn như thế nào thì mình cũng đều tôn trọng cả, cho dù nó rất là khác, rất là trái ngược với mình. Mình chỉ mong là tất cả các bạn đều có thể lịch sự và văn minh và tôn trọng lẫn nhau trong những cái bình luận và trong những cái trao đổi, thì như vậy là mình có thể có một cái cộng đồng mà nó rất là phát triển và nó rất là văn minh, thì đó là cái chuyện mà mình mong muốn duy nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ bấm nút subscribe. Nếu các bạn xem lâu rồi á mà có những cái lợi ích về tài chính từ channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập cái chương trình hội viên để có thể ủng hộ mình thêm và có được những cái lợi ích độc quyền mà mình dành cho các bạn hội viên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo.
Chào tạm biệt. Bye bye.